Xin chào các cô chú anh chị nha. Chúng ta bắt đầu buổi chia sẻ live stream ngày hôm nay nhỉ. Các cô chú anh chị nào mà nghe được rõ cái video live stream này, chúng ta cùng nhau bình luận xuống dưới phần bình luận nha. Một câu chào gì đấy để chúng ta biết được rằng là chúng ta đang nhìn thấy nhau nào. Xin chào tất cả các cô chú anh chị nhé. Buổi live stream ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng giải đáp đến các cô chú anh chị những cái câu hỏi về việc sử dụng những cái vật phẩm phong thủy hoặc là pháp khí phong thủy trong cái việc ứng dụng phong thủy trong cuộc sống để mà hóa giải những cái xung sát về phong thủy đối với ngôi nhà, hoặc là để chiêu thêm cái yếu tố về tài lộc cho ngôi nhà, hoặc để tăng cường thêm yếu tố về may mắn, kích thêm cái yếu tố về quan vận, hoặc là tăng cường quý nhân tương trợ. Chúng ta sử dụng những vật phẩm phong thủy làm sao cho nó hợp lý cũng như là mang lại một cái hiệu quả, cái công hiệu cao nhất trong việc sử dụng những vật phẩm và pháp khí phong thủy. Ngoài ra Đức Trung cũng sẽ chia sẻ đến các cô chú chị những nguyên tắc quan trọng trong việc sử dụng vật phẩm phong thủy như thế nào. Vật phẩm phong thủy thì nó khác gì so với các cái đồ trang trí thông thường, cũng như là lựa chọn vật phẩm phong thủy thì cần đảm bảo những nguyên tắc quan trọng nào, thì ngày hôm nay Đức Trung cũng sẽ chia sẻ đến các cô chú chị nha. Các cô chú chị tiến hành là chia sẻ video live stream nhé. Đức Trung ngày hôm nay em sẽ có một cái phần quà khá là quà khá là ý nghĩa đến cho tất cả những ai yêu thích bộ phong thủy ạ. Trước mặt các cô chú anh chị này, ở đây Đức Trung đang có là một cái bảng gọi là bảng tra liên quan đến xây dựng ekip tuổi đối với hầu hết các tuổi giải từ năm 1956 Bính Thân cho đến năm 2015 Ất Mùi. Đây là cái bảng gọi là bảng tổng hợp xây dựng ekip đối với các cái tuổi từ năm 1956 cho đến năm 2015, được tổng hợp bởi Phong Thủy Tâm Nguyên để xoay quanh những cái tuổi mà chúng ta lựa chọn, và chính xác các tuổi luôn, tuổi nào cũng sẽ thể hiện hết trên đây, phối can chi và nạp giáp đầy đủ. Để mà chúng ta chỉ việc tra thôi, các cô chú anh chị chỉ việc tra thôi là có thể biết được rằng là để mình tìm kiếm những cái tuổi nào mà hợp với mình để mình lựa chọn xây dựng ekip trong cái việc mình lựa chọn bạn đời, sinh con đẻ cái, dựng vợ ở chồng, lựa chọn nhân viên hoặc là lựa chọn người lãnh đạo để làm việc, thì cũng sẽ được tổng hợp hết ở trong cái bảng này, xoay quanh các cái tuổi như là tam hợp, nhị hợp, lộc, mã, quý nhân, và chúng ta cũng biết là nên tránh những cái tuổi nào về xung can, xung địa chi. Thì cũng được Đức Trung và Phong Thủy Nguyên tổng hợp rất kỹ trong cái bảng này. Và các cô chú chị chỉ cần chia sẻ cái video live stream này đến với 5 nhóm và chia sẻ lên trên cả tường của mình nữa, đồng thời là tag 3 người bạn vào dưới phần bình luận. Những ai mà yêu thích bộ môn phong thủy và những ai mong muốn nhận được cái quà tặng này thì các cô chú chị vui lòng là chia sẻ video live stream này vào 5 hội nhóm trên Facebook, cũng như là chia sẻ lên trên tường nhà mình, cũng như là tag những người bạn của mình vào, và chỉ cần nhắn tin qua fanpage của nhắn tin qua fanpage mà cô chú chị đang xem video live stream á, là đội ngũ trợ lý cũng sẽ gửi cái bảng này qua cho cô chú chị. Sẽ rất là hay để chúng ta có thể hoàn toàn tra tuổi rất là nhanh. Ví dụ hơi nhỏ nhỉ, nhưng đây này rõ hơn chưa? Đó, ví dụ như hạn tuổi là 1956 Bính Thân nhá, nạp âm là gì nhá, đúng không ạ? Tam hợp là có tuổi nào nhá, nhị hợp là có tuổi nào nhá, đúng không ạ? Tuổi Thiên Lộc, tuổi Mã, Thiên Mã, rồi là tuổi Quý Nhân, rồi là tuổi các cái tuổi thần tài, rồi là nên tránh tuổi nào, nên kiêng tuổi nào, thì được thể hiện rất rõ đây. Đấy, từ 1956, 1957, rồi 1958, 1959 đến tít đây, được thể hiện rất rõ thông qua cái bảng gọi là tổng hợp xây dựng ekip của Phong Thủy Nguyên. Thì các cô chú chị chỉ cần chia sẻ video live stream này thì Đức Trung sẽ gửi tặng các cô chú chị cái phần tài liệu này để chúng ta tra tuổi rất là dễ. Đồng thời cùng đặt câu hỏi nha, cùng đặt câu hỏi để Phong Thủy Tâm Nguyên có thể là giải đáp đến các cô chú chị. Vâng, chào bạn Nguyễn Hữu Đức, bạn Đức chia sẻ video live stream nha, cảm ơn chị Thủy Nghiêm nha, đã chia sẻ đúng không ạ, và cũng đã tăng tên. Chị muốn đăng ký xem bát tự dụng thần được không? Có hai, thường là có hai cái cách, để mà sử dụng cái dịch vụ xem tư vấn về bát tự dụng thần của Phong Thủy Tâm Nguyên, chị Thủy Nghiêm ạ. Thứ nhất là đặt lịch hẹn để thầy Tâm Nguyên tư vấn trực tiếp, nhưng mà trong cái giai đoạn này, trong thời gian này thì thầy Tâm Nguyên em tạm dừng cái dịch vụ tư vấn phong thủy, tư vấn bát tự tứ trụ trực tiếp tại ấn vòng rồi. Thay vì đó thì chị hoàn toàn có thể sử dụng cái dịch vụ lập hồ sơ bát tự hướng nghiệp online,
lập hồ sơ bắt tự hướng nghiệp online, thì qua đó thì bên em cũng sẽ tiến hành là tư vấn về bắt tự cho chị, đồng thời trả chị một cái bộ hồ sơ về bắt tự hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp rất là cụ thể, rất là hay. Thì chị có thể sử dụng cái dịch vụ này để tư vấn bắt tự dụng thần. Trong cái bộ hồ sơ hướng nghiệp cũng được thể hiện rất rõ xoay quanh cái hỷ dụng thần của chị, và căn cứ vào hỷ dụng thần đấy để căn cứ và luận giải các cái yếu tố khác như là vận thế sự nghiệp, quan vận, hay là yếu tố về tính cách, sức khỏe, rồi là sự nghiệp. Thì đặc biệt cái bộ hồ sơ hướng nghiệp mới đây của Phong Thủy Thường Nguyên thì được 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 thể hiện rất rõ những cái được thể hiện rất rõ những cái luận giải liên quan đến vận thế sự nghiệp cũng như định hướng nghề nghiệp cho chị có thể sử dụng cái dịch vụ đấy. Đấy. Không nhớ giờ sinh. Không nhớ giờ sinh thì không 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 tư vấn được rồi, bởi vì khó tư vấn lắm. Tại vì rằng là mỗi một người sinh ra thì được ấn định bởi niên nguyệt nhật thời, tức là năm tháng ngày giờ sinh, mà nó gọi là tứ trụ á, năm tháng ngày và giờ. Thì trong năm nó có địa chi và thiên can của năm, tháng nó có địa chi thiên can của tháng, ngày nó có địa chi thiên can ngày, và giờ có thiên can địa chi của giờ. Do đó 8 cái yếu tố về địa chi thiên can địa chi nó gọi là bát tự. Bát tự là 8 chữ ấy. Thì nó quyết định, nó ấn định vào cái thời điểm ta sinh ra, nó ấn định cái vị trí tương đối của kim mộc thủy hỏa thổ tinh và nhật nguyệt. Do đó là phải có đủ bốn bốn trụ thì mới có thể luận giải đủ được, chứ không nhớ giờ sinh thì khó lắm. Không nhớ giờ sinh thì nó hơi lòng vòng, không nhớ giờ sinh thì lại phải xem qua tử vi, thông qua những cái sự kiện trong đời để mà tìm ra được, dự đoán ra được cái giờ sinh, rồi bắt đầu mới 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 mới, mới xem, quay ra xem được bát tự, nó lòng vòng hơn. Chị cô nhớ chị cứ hỏi các cụ trong nhà hoặc là hỏi các cụ cao niên trong nhà xem là giờ sinh của mình như thế nào, thì lúc đó mới có thể tính toán được. Anh Phạm Ngọc Bắc câu hỏi là cho mình hỏi là mình ở chung cư có cửa chính và cửa phụ thông nhau, và từ cửa chính có thể nhìn thấy bếp thì sử dụng vật phẩm gì để hóa giải. Cái trường hợp này là trường hợp mà khá là phổ biến ở chung cư anh Bắc ạ. Cho nên là cái ngôi nhà của anh nó gặp phải cái trường hợp này thì cũng không có gì là khó cả, không có gì là ngạc nhiên. Bởi trong chung cư cái việc tối ưu công năng thì nó dễ dẫn đến những cái trường hợp mà phạm phong thủy cơ bản như thế. Tức là từ mở cửa chính ra thì nhìn thấy ngay cái lô ra ở bên ngoài, và công năng bếp thì mình lại đặt ở đấy thì nhìn lộ rõ bếp. Thế về cơ bản cái việc này nó dễ, nó gọi là xuyên tâm. Tức là từ cửa chính mình nhìn thẳng ra ban công ấy, nó bị xuyên tâm và nó không có tụ được khí. Trong việc hóa giải thì về cơ bản rằng là thông thường đối với việc này thì đối với chung cư thì nó không giống như nhà thổ cư. Nhà thổ cư mình còn xây tường, xây phòng để ngăn không gian ra các thứ, nhưng mà chung cư thì thường nó tận dụng cả không gian phòng khách, không gian phòng bếp. Thì đối với việc này có lẽ là anh nghiên cứu để anh có được cái phương án liên quan đến sử dụng vách ngăn để ngăn không gian thôi. Anh sử dụng vách ngăn, các loại vách ngăn CNC ấy. Anh sử dụng vách ngăn CNC để nó vừa mang tính chất trang trí, nó vừa mang tính chất là tách biệt cái không gian sinh hoạt giữa phòng khách và phòng bếp ra, thì nó cũng sẽ cản bớt cái dòng khí, trực khí từ cửa chính ra phía ban công. Nhưng về cơ bản đây mới là ý tưởng, còn nó về cụ thể thì anh phải gửi cái thông tin bản vẽ qua cái phần tin nhắn để các bạn trợ lý tương tác sâu hơn với anh qua Zalo. Anh gửi cái thông tin bản vẽ về năm tháng, ngày tháng năm sinh các thành viên trong nhà, hướng nhà các thứ để các bạn tư vấn cho anh kỹ hơn nữa. Đấy. Hoặc là anh cũng có thể là sử dụng cái phương án là tư vấn hồ sơ phong thủy chung cư ấy, thì nó sẽ kỹ càng hơn. Nếu như mình có cái ý định là mình sẽ sửa lại cái căn hộ của mình. Còn về cơ bản hóa giải thì chắc có lẽ là hóa giải một anh dùng cái vách ngăn CNC để anh ngăn không gian lại. Ngoài ra thì bảo vật phẩm á, vật phẩm nó chỉ mang tính chất là hóa giải phần nào thôi, nhưng vật phẩm ở đây có nghĩa là nó sẽ hóa giải cái việc cửa chính và lô ra nó thông nhau. Thì người ta thường sử dụng cái quả cầu đa giác, người ta thường sử dụng quả cầu đa giác anh Ngọc Bắc ạ. Thì anh có thể là trợ lý sẽ inbox thêm cho anh để tư vấn cho anh cái quả cầu đa giác này. Quả cầu đa giác. Rồi bạn Hokage. Chị đang xem. Chị xem đó, chị chia sẻ video live stream này đến đến các hội nhóm với tường nhà mình đi nhá. Sau đó chị inbox qua trợ lý, hoặc là chị thường xuyên được các trợ lý nào tư vấn đó, thì chị có thể inbox với trợ lý đấy để nhận tài liệu, nhận quà. Hoặc là inbox sang fanpage để các bạn ấy gửi chị cái phần tài liệu này nhé. Rất là hay, rất là chi tiết luôn. Có được cái bảng này á, thì xin thưa các cô chú chị, level chắc phải cao hơn khối thầy bói xem tuổi ngày kia. Ngoài kia các ông thầy cứ xem mấy cuốn sách tàu xong bảo là úi tuổi này thì tuổi kia phạm ngũ quỷ nhé, họa hại nhé, tuyệt mệnh nhé. Thế là hãi hãi xanh le mắt ra. Về cơ bản đấy toàn là thầy bà thôi, liên thuyên linh tinh đấy, không có đúng đâu.
Chú Trung à, chú Trung có hỏi nhà hướng 140 độ đông nam, tuổi 1993, vợ 97, có ở hướng đấy có được không? Chào bạn, về các bạn ở hướng 140 độ đông nam, tuổi 1993 Quý Dậu và 1997 Đinh Sửu, nếu mà lựa chọn được một cái căn hộ để làm sao là lựa chọn một cái nhà để nó hợp hướng với Vượng Long ấy, thì khuyên bạn lựa chọn hướng đông hoặc hướng tây bắc thì nó sẽ vượng hơn. Bạn nên lựa chọn hướng đông hoặc hướng tây bắc thì nó sẽ vượng hơn. Còn đối hướng đông nam thì về cơ bản là ở hướng đông nam thì ở bình thường, nó không có cái, nó cũng không có cái gì gọi là khẳng định là xấu cả. Xấu đẹp hay không nó làm do cách cục, nó làm do yếu tố phong thủy trong nhà chứ nó không phải xấu do hướng. Không có hướng tuyệt mệnh gì gì đâu, không phải lo. Còn nó ở hướng này có được không, ở được bình thường, nhưng mà phong thủy nó có đẹp hay không thì nó phải do cái cách cục bố trí không gian bên trong bên ngoài ngôi nhà như nào thì mới có thể đánh giá được phong thủy nó có được tốt hay không, chứ hướng nó chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Hướng nó vẫn chưa phải là cái yếu tố quan trọng nhất. Các cô chú chị chúng ta đặt những câu hỏi đi, đặt câu hỏi xoay quanh về yếu tố về phong thủy, sử dụng vật phẩm phong thủy như thế nào đấy. Trước mặt các cô chú chị đây, đây chúng đang để một chiếc tháp văn xương. Đây là chiếc tháp văn xương, đây là tháp văn xương Việt do thầy Tam Nguyên trực tiếp nghiên cứu và đi vào cái công trình nghiên cứu ứng dụng cũng như đưa vào cái sử dụng. Đây là một trong những vật phẩm rất là hay mà các cô chú anh chị nên nghiên cứu để trong cái đợt dịp mà học này của các con cái trong nhà đang giai đoạn thi cử hoặc là muốn kích thêm yếu tố về học hành sự nghiệp quan vận thì cũng có thể là sử dụng tháp văn xương để đặt trên bàn học đối với những người đang đi học, hoặc là đặt trên bàn học đối với trẻ nhỏ mà đang trong quá trình học hành á, thì sử dụng cái tháp văn xương nó rất là hay. Đây là một trong những cái vật phẩm phong thủy mà thầy Tam Nguyên cũng như các thầy trong viện nghiên cứu bảo tồn phát triển văn hóa phương Đông nghiên cứu rất là kỹ, đưa ra những cái nguyên lý về thiết kế bám sát những cái yếu tố về văn hóa cổ truyền kiến trúc của thời Lý Trần, cũng như thông qua cái quá trình khai quang nạp chú rất là công phu. Thì đây là một trong những cái vật phẩm được thầy Tam Nguyên dành rất nhiều sự công phu nghiên cứu, bên trong được nạp cốt rất là chi tiết đầy đủ luôn, tháp văn xương. Anh Trần Tiến Đạt có hỏi là hỏi bạn bố mình trên quê sinh năm 1947, giờ muốn sửa bếp thì hướng bếp đặt như thế nào và cửa bếp đặt như thế nào. Úi sổ, đây là một trong những câu hỏi đây là một trong những cái câu hỏi rất là cơ bản nhưng mà rất là rộng, nhưng về cơ bản là hỏi sai rồi. Đấy, anh Trần Tiến Đạt ạ. Cái việc mà đặt bếp ở đâu người ta không nói hướng, người ta không nói cửa bếp đặt như thế nào mà người ta nói là vị trí bếp đặt như thế nào. Trong phong thủy thì những cái công năng liên quan đến trong phong thủy những cái công năng liên quan đến là có cái chữ hướng nó dính vào, ví dụ như bảo hướng bếp, hướng phòng ngủ, hướng bếp, hướng bàn thờ, hướng giường ngủ, hướng két sắt này kia các thứ. Người ta không nói là hướng mà người ta phải hỏi là vị trí đặt ở đâu. Đấy, thế thì ngay cả bếp cũng thế, người ta nói là nhất vị nhị hướng, do đó quan trọng nhất nó nằm ở vị trí chứ không phải nằm ở hướng. Anh Đạt ạ, quan trọng nhất nó nằm ở vị trí chứ không phải nằm ở hướng. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta phải tính toán đến cái vị trí đặt bếp nó nằm ở vị trí nào, chứ lại không phải rằng là bếp đặt ở hướng nào rồi là cửa bếp mở ở đâu, nó không phải. Mà vị trí bếp ở đây là tính toán ở cái vị trí bếp ở đây là tính toán từ tâm của cái cục nhà đến cái vị trí mà đặt bếp thì xem nó nằm ở phương vị nào. Và sau đó người ta cần phải tránh tránh ở đây là người ta tránh những cái liên quan đến phong thủy cách cục và phong thủy về 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 về, về. Phong thủy cách cục tức là những cái liên quan đến phong thủy hình thế, những cái liên quan đến bố cục á. Ví dụ như bếp không được đối diện với nhà vệ sinh, bếp không được đối diện với cửa phòng ngủ, bếp không đối diện với lại cửa chính. Đấy, kiểu thế. Có đâu xét theo lý khí thì người ta phải xét các cái phương vị ra để tính toán xem những cái phương vị thần sát nào chúng ta tuyệt đối không nên phạm phải. Ví dụ như phương tài lộc, phương quý nhân hay là phương đào hoa, phương văn xương của các thành viên trong gia đình thì tuyệt đối chúng ta không có bị phạm vào. Thì nó mới ra chi tiết được cái vị trí đặt bếp như thế nào. Tức là phải căn cứ vào bản vẽ thực tế anh Đạt nhé. Nó phải căn cứ vào bản vẽ thực tế công năng trong nhà anh thì mới có thể tư vấn được cái việc bếp đặt đâu, chứ lại không phải theo kiểu đó là. Chứ lại không phải theo cái phương án là bếp đặt ở hướng nào thì tốt. Việc mà đặt bếp ở đâu người ta không nói hướng, người ta không nói cửa bếp đặt như thế nào mà người ta nói là vị trí bếp đặt như thế nào. Do đó là phải có cái bản vẽ công năng mặt bằng anh Tiến nhá. Phải có bản vẽ công năng mặt bằng thì mới có thể là ấy được. Cảm ơn bạn Thảo Lười. Về các bạn đang là tháp văn xương thì các bạn để mà thỉnh tháp văn xương thì chúng ta vui lòng là có thể để lại những thông tin quan trọng. Sau đó các đội ngũ trợ lý sẽ tương tác và tư vấn thêm
để mà tư vấn cho các cô chú anh chị về cái việc là đặt tháp ăn sương vào vị trí nào, năm tháng ngày giờ sử dụng như thế nào, cũng như là những cái phương án liên quan nghi thức đặt đẻ. Cảm ơn bạn Thảo Lười. Bạn Thảo Lười nhắn tin qua fanpage hoặc là để các bạn trợ lý các bạn ấy sẽ trao đổi thêm với bạn tư vấn kỹ hơn. Bạn ly ga chăn ga gối đệm. Bạn bạn ly ga gối đệm chắc bây giờ vào không biết là nhận quà gì đúng không? Đấy. Đấy, tôi đang nói là cái quà này. Chúng ta biết rằng là chúng ta học nghiên cứu phong thủy thì cơ bản nhất là chúng ta ứng dụng ở âm dương ngũ hành đúng không? Lựa chọn tuổi tác để mới biết là tôi hợp tuổi nào, tôi nên tránh tuổi nào đúng không? Thì đây là một trong những cái tài liệu rất là hay mà Phong Thủy Tâm Nguyên đã tổng kết lại để dành cho các cô chú chị và chúng ta học đã những ai học khóa xây dựng ekip của thầy Tâm Nguyên rồi thì ứng dụng rất là nhanh. Còn những ai về cơ bản chưa học thì tra phát là cũng ra luôn. Ở đây là cái bảng mà tổng hợp rất rõ xoay quanh cái việc là từng tuổi một từ năm 1956 cho đến năm 2015 luôn. Bất cứ tuổi nào thì cũng đều có một cái bộ xây dựng ekip cho mình, bao gồm những cái tuổi như tam hợp, nhị hợp, lộc, mã, quý nhân. Đấy, rồi là tránh những cái tuổi nào mà xung can, xung thiên can, xung địa chi thì được thể hiện rất rõ trong cái bảng này. Thì về cơ bản cô chú chị chỉ cần bảng này thôi, xong già xem là tuổi mình muốn tra là cái tuổi nào, tra phát nó ra luôn. Xem là sau đó tư vấn, ý bây giờ ông nhé, ông là ông nên lấy muốn lấy vợ hai đúng không? Đấy, muốn lấy vợ hai thì ông phải lấy tuổi này thì mới hợp tuổi ông. Đây, tuổi này là tuổi thần tài của ông này đúng không? Đấy, ông muốn tuyển nhân viên thì bây giờ ông phải tuyển cô này vào bởi cô này cô là quý nhân của ông này đúng không? Đấy, hay là bây giờ ông muốn sinh nhà muốn sinh thêm đứa thứ ba thứ tư đây là sinh thêm đứa vào năm này thì gọi là tốt đấy thì trong cái bảng này được thể rất rõ đấy bảo là thế bây giờ tôi nên tránh tuổi nào à đây ông tránh tuổi này ông tránh tuổi kia thì cũng được thể hiện rõ ở trong cái tài liệu này thì đây là cái tài liệu mà được Phong Thủy Tâm Nguyên tổng hợp rất rõ thì cô chú anh chị chỉ cần chia sẻ cái video live stream này thôi thì em sẽ ấy, đây nó dài như thế này cơ mà đây này. Đây chẳng qua là in ra khổ A3 thì nó không in hết được cho nên là nói chung là in ra làm hai tờ còn thực tế nó sẽ dài như này cơ dài như này cơ mà từ năm 1956 đến năm 2015 dài như này đấy một cái bảng nó dài như thế này cơ mà rất là nhiều thông tin luôn đấy, chúng ta chỉ tra cái là ra xem là mình hợp tuổi nào mình nên tránh tuổi nào tra phát ra hết luôn ừ. Các cô chú anh chị và các bạn chia sẻ video livestream này thì có thể nhắn tin qua Zalo các bạn trợ lý mà vẫn thường xuyên tư vấn á hoặc là nhắn tin qua fanpage nha để mà lấy tài liệu nha thì các bạn cũng sẽ gửi các bạn trợ lý sẽ gửi cho anh Tiến Đạt nếu mình muốn lên gặp bạn tư vấn trực tiếp thì mình lên văn phòng được không? Được anh ghé qua văn phòng tại Hà Nội đi nếu anh ở Hà Nội thì anh ghé qua văn phòng Hà Nội anh ở khu vực miền Trung anh ghé qua văn phòng Đà Nẵng nếu anh ở Sài Gòn anh ghé qua văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh để các bạn trợ lý tư vấn thêm cho anh về cái này. Tuy nhiên anh cần chuẩn bị cái anh cần chuẩn bị cái phương án về cái bản vẽ công năng của anh nhé. Cái bản vẽ bao gồm là bản vẽ công năng bao gồm là có cái mặt bằng đúng tỷ lệ, hướng nhà là bao nhiêu độ, với lại là năm sinh của thành viên trong nhà thì các bạn ấy sẽ tính toán và tư vấn thêm cho anh. Nếu mà cần phí tư vấn thì các bạn cũng sẽ báo cho anh cụ thể xem phí tư vấn như nào nhé. Anh để lại số điện thoại để các bạn trợ lý sẽ tư vấn thêm cho anh về cái các bạn sẽ tư vấn thêm cho anh về cái phương án liên quan đến tư vấn phong thủy của anh. À, các cô chú anh chị chờ chút. Rồi, tiện đây thì 1 phút quảng cáo bắt đầu. À, anh Tiến Đạt chú ý đấy chúng ta thấy rằng là cái yếu tố phong thủy cách cục ở trong ngôi nhà nó sẽ có, nó về cơ bản nó sẽ có những cái rất nhiều cái yếu tố mà chúng ta quan tâm về cái việc vị trí bếp đặt đâu hay là tôi muốn đặt cầu thang như thế nào hay tôi muốn thiết kế là tôi chuẩn bị làm nhà thì tôi muốn là thiết kế nhà như nào sao cho hợp lý rồi là phòng ngủ tôi như thế nào đầu giường ngủ tôi xoay đâu phòng thờ tôi xoay hướng này có được không tất cả những câu hỏi đấy á. Nếu mà chúng ta gặp được một chân sư mà có cái học thuật tốt cũng như có những cái kiến thức phong thủy tốt thì sẽ giúp cho cô chú anh chị rất nhẹ đầu trong việc thiết kế phong thủy. Còn nếu mà rủi thay hên xui mà chúng ta gặp phải một ông thầy bà không biết đã am hiểu lôm côm về phong thủy thì chớ, còn không biết tí gì về kiến trúc nữa thì thôi. Thì cái nhà của chúng ta nó thành cái gì chứ không phải thành cái nhà. Bởi thế cho nên khuyên các cô chú anh chị khi đã quan tâm đến yếu tố phong thủy nhà cửa, muốn có thiết kế được một cái ngôi nhà mà nó đẹp cả về phong thủy và đẹp cả về kiến trúc thì nên lựa chọn một đơn vị uy tín về chuyên gia am hiểu cả về phong thủy chính phái cũng như là về kiến trúc hiện đại thì chúng ta sẽ có một ngôi nhà tốt hơn. Đấy, và đây là một trong những cái sản phẩm mà giúp các cô chú chị phát triển cái ngôi nhà mình rất là tốt thông qua cái việc bộ hồ sơ tư vấn phong thủy. Đây là một bộ hồ sơ rất công phu của Phong Thủy Tâm Nguyên.
Và cho đến bây giờ hàng nghìn các gia chủ đã được Phong Thủy Thái Nguyên tư vấn về phong thủy và trả bộ hồ sơ này. Và với cái bộ hồ sơ này thì các cô chú anh chị hoàn toàn có thể là yên tâm trong cái việc làm nhà của ngôi nhà mình rất là tốt, bởi vì đây là bộ hồ sơ tổng hợp lên đến 12 cái yếu tố hạng mục quan trọng trong một ngôi nhà về yếu tố phong thủy, và đặc biệt là có cái phần mặt bằng công năng bản vẽ để chúng ta tiến hành làm nhà nó rất là dễ dàng. Đây, ví dụ như này. Đây là cái phần hạng mục liên quan đến động thổ chẳng hạn, vị trí nào động thổ này, đúng không? Rồi là đây là cái phương án mặt bằng liên quan đến trấn trạch này. Rồi là các cái phương án liên quan đến bố trí bể phốt bể nước này. Rồi các cái hồ sơ liên quan đến mặt bằng công năng từng tầng một thì chúng tôi thể hiện rất cụ thể ở trong đây. Ví dụ đây là căn cứ vào cái mặt bằng công năng này là bắt đầu thợ tiến hành là thợ xây hoàn toàn tiến hành là tiến hành ráp móng và thi công, yên tâm tuyệt đối, yên tâm mà mầm luôn. Thì đây là bộ hồ sơ tư vấn về phong thủy, nó có 12 cái hạng mục bên trong, được thể hiện rất rõ luôn. Đặc biệt là cái bộ hồ sơ của Phong Thủy Thái Nguyên còn được trong đợt này còn nâng cấp lên cả cái phần liên quan đến phối cảnh nội thất bên trong nữa. Thì cô chú chị thấy rằng là được phối cảnh cái phần liên quan đến nội thất bên trong nó sẽ như thế nào, tức là khi mà mình dựng ngôi nhà lên á thì từng cái bàn, từng cái ghế, từng cái bếp, từng cái kệ, từng cái tủ, từng cái tivi đặt trong cái ngôi nhà như nào, thì đây nó giống như một cái mặt bằng phối cảnh bóc mái để chúng ta có thể nhìn thấy cái nội thất bên trong. Thì đây là một trong những bộ hồ sơ rất giá trị mà các kiến trúc sư hàng đầu cũng như các chuyên gia phong thủy đều đánh giá rất cao đối với Phong Thủy Thái Nguyên luôn. Và thực tế rằng là có thể khẳng định với các cô chú anh chị, đây là bộ hồ sơ phong thủy đẹp nhất hiện nay đối với tất cả các công ty liên quan đến kiến trúc phong thủy. Bởi vì rằng là Đức Trung cũng khảo đến hàng chục các đơn vị liên quan đến tư vấn kiến trúc phong thủy rồi. Các công ty kiến trúc thông thường thì họ trả các bộ hồ sơ liên quan đến kỹ thuật thi công như là hồ sơ kết cấu, kiến trúc, dự toán điện nước thì không nói làm gì. Bộ hồ sơ đấy thì công ty kiến trúc nào làm được. Nhưng về cơ bản là một bộ hồ sơ gọi là kiến trúc công năng phong thủy thì thực tế không có nhiều đơn vị làm một bộ hồ sơ rất đẹp và chi tiết giống Phong Thủy Nguyên đâu. Còn dĩ nhiên là làm nhà thì chúng ta sẽ có các bộ hồ sơ cơ bản như đây. Đây là hồ sơ kết cấu này, đúng không ạ? Hồ sơ kết cấu nó thể hiện kết cấu móng như thế nào, các đai sắt như thế nào, được đan như thế nào, đúng không? Sử dụng sắt thi bao nhiêu các thứ, hộp sắt như thế nào. Đây là hồ sơ kết cấu này, được thể hiện rất là rõ luôn. Hay là các hồ sơ khác, hồ sơ kỹ thuật thi công như là phần kiến trúc, phần đi đường điện, đi đường nước, đúng không ạ? Rồi là dự toán vật tư, thì đây là những bộ hồ sơ để thi công, công ty kiến trúc nào làm được hồ sơ này. Phong Thủy Thái Nguyên phải phút mốt phát là xong. Nhưng mà về cơ bản rằng là vẽ được một cái ngôi nhà là một chuyện, nhưng vẽ đúng phong thủy không, nó là câu chuyện khác vô cùng. Do đó là để mà tránh cái việc là sau này ngôi nhà về ở rồi sửa đau đầu mệt lắm, thì làm đúng ngay từ ban đầu tốt hơn. Vâng, các cô chú anh chị chia sẻ đi, chia sẻ video livestream, đặt câu hỏi thoải mái đi. Chúng ta cùng nhau giao lưu với nhau. Đức Trung cũng không có ngại giới thiệu những cái vật phẩm hay là giới thiệu những cái dịch vụ bên mình đâu, bởi vì là đằng nào thế các cô chú anh chị có cái nhu cầu về cái việc ứng dụng phong thủy trong cuộc sống, có cái nhu cầu về việc sử dụng những cái vật phẩm phong thủy mang công hiệu tốt, hay là sử dụng những dịch vụ liên quan đến tư vấn thiết kế phong thủy, thì khi mà đã có nhu cầu thì mình cần phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, bởi vì một đồng mình bỏ ra mình phải tính toán kỹ, nên lựa chọn đơn vị nào tư vấn, nên lựa chọn chuyên gia nào tư vấn. Thì nếu mà may mắn, người ta gọi là có duyên, thì lựa chọn được một đơn vị uy tín, có học thuật, có chuyên sâu và có sự tâm huyết để mà tư vấn, thì đời đời chúng ta không phải lo gì cả. Còn nếu mà rủi thay gặp một ông thầy bà học thuật thì không đến nơi đến chốn, kiến trúc thì chả biết tí gì, thì thôi làm nhà xong lại quay ra sửa lại, mệt lắm. Cho nên rằng là lựa chọn một đơn vị uy tín thì tốt hơn. Phong Thủy Thái Nguyên thì yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của chính mình. Anh Phạm Bắc vẫn hỏi là mình ở Trung... bạn Nết Trần có câu hỏi là tư vấn giúp mình, chồng sinh năm 1986, vợ sinh năm 1991, 86 Bính Dần, 91 Tân Mùi, con đầu sinh năm 2016 Bính Thân, sinh con thứ hai thì tuổi nào hợp, đúng không? Bớt xung Dần Thân, đúng không? Bớt xung tuổi Thân và tuổi Dần, đúng rồi, 1986 cơ mà, có nghĩa là nhà bạn là có tuổi chồng 1986 Bính Dần, vợ là 1991 Tân Mùi và có con là 2016 tuổi Bính Thân. Muốn sinh con thứ hai là sinh vào tuổi nào hợp để mà hóa giải cái yếu tố đó là xung khắc giữa vợ và chồng? Thì về cơ bản trong phong thủy, nếu mà cái việc xung yếu tố về địa chi thì người ta có một cái phương án hóa giải bằng cách người ta gọi là tham hợp quyên xung. Tham hợp quyên xung có nghĩa là lựa chọn một cái tuổi nhị hợp đối với tuổi bố hoặc tuổi con đấy, để mà hóa giải. Thì ở đây rằng là ví dụ như là tuổi Dần, đúng không, thì Dần hợi nhị hợp,
Đấy, còn đôi tuổi thân thì thân tị nhị hợp, do đó là đẻ một đứa con thứ hai thì mình hoàn toàn là lựa chọn vào cái tuổi là tuổi Hợi hoặc là tuổi Tị để mình sinh. Như vậy cơ bản là tuổi Hợi thì năm 2019 này rồi, năm 2019 qua rồi, bây giờ năm 2020 rồi, thì bây giờ chỉ chuyển là tuổi Tị thôi. Tí nữa thì úi rồi khá là lâu đấy. Cũng phải lâu phết đấy thì mới sinh được tuổi Tị. Bây giờ đang là 2020 canh Tý đúng không? Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị đúng không ạ? Đấy, thì 2020, 21, 22, 23, 24, 25 thì đến năm 2025 đúng không ạ? Năm 2025 mới có tuổi Tị để mà sinh đứa đứa tuổi Tị đấy, thì để mà Tị thân nhị hợp thì sẽ hóa giải dần thân xung khắc. Nhưng về cơ bản nó cũng không có, không cần quá lo lắng, không cần quá lo lắng, không cần quá lo lắng về việc này. Sinh tuổi Thìn được không? Tuổi Thìn được không? Tuổi Thìn tức năm 2024 đúng không? Tuổi Thìn 2024, về cơ bản tuổi Thìn thì cũng được. Đấy, tuổi Thìn thì cũng được, thân Tý Thìn thì tam hợp. 2024 Giáp Thìn. 2024 Giáp Thìn, Giáp. Giáp lấy lộc ở Dần đúng không? Đấy. Giáp thì có quý nhân là tuổi Mùi. Thế cho nên là mẹ thì sẽ là quý nhân ở đâu? Đúng rồi, mẹ sẽ là quý nhân của đứa 2024. Mà bố sẽ là tài lộc của đứa này, mà tam hợp với đứa đầu tiên. Về cơ bản tuổi Thìn cũng được. Được được. Đấy. Còn nếu mà để mà trực tiếp hóa giải cái xung khắc giữa Dần Thân thì sinh vào năm 2025 Ất Tỵ. Còn 2024 Giáp Thìn thì ok được, vẫn được. Chị Tuyết Nguyễn có câu hỏi là chồng 1987 nhá chị, bạn ít, bạn ít Trần nhé. Bạn hoàn toàn có thể là sinh vào năm 2024 cũng được, hoặc 2025. 2024, 2025. 2016, 2016 4 tuổi, cộng 4 năm nữa là 8 tuổi. 8 tuổi vào lớp 2, đúng không? Đấy, 8 tuổi vào lớp 2. Đứa đứa con trai đầu, đứa anh lớp 2, đứa em ra thì với cơ bản cũng không muộn lắm. Không muộn lắm. Sinh được. Chồng em sinh năm 1987 Đinh Mão, vợ 88 Mậu Thìn, con 2009 là Kỷ Sửu, 2011 Tân Mão. Ôi, 2011 gái, 2011 trai, sinh đôi à? Sinh đôi trai gái à? Đấy, nhưng mà mình tư vấn giúp. Bây giờ tư vấn cái gì? Chị Tuyết Nguyễn tư vấn cái gì? Đưa thông tin ra rồi, bây giờ tư vấn cái gì? Tư vấn bảo là ở nhà hướng nào hợp, hoặc là tư vấn xem là sinh con tiếp theo như thế nào, hay tư vấn cái gì? Bảo tư vấn giúp, tư vấn cái gì giờ? Chị Tuyết Nguyễn đặt câu hỏi sát hơn một chút, xem là cần tư vấn về cái gì, xem là tuổi như thế thì nên ở hướng nhà hướng nào hợp, hay là em nên sinh con tiếp theo như nào, hay là tuổi này tuổi kia gặp có hợp nhau không này kia các thứ. Về cơ bản là đã đến như này rồi thì hỏi câu hỏi hợp nhau không thì nó hơi buồn cười. Đấy, hơi buồn cười. Ví dụ như bảo bắt đầu đang tìm hiểu chuẩn bị lấy nhau ấy, thì hỏi xem là em với tuổi này có hợp nhau không, nếu mà không hợp thì chưa yêu nhau thì còn ly gián được đúng không? Bây giờ vợ chồng, một vợ một chồng ba con, hỏi rất nhiều gia chủ hỏi thầy hỏi có hợp nhau không, buồn cười. Bảo bây giờ tôi cũng bảo không hợp, anh chị chia tay à? Đặt câu hỏi, đặt câu hỏi vẫn cần phải chú ý. Thôi đã buồn cười lắm, nhiều cô chú anh chị đặt những câu hỏi rất buồn cười với Phong Thủy Nguyên. Hỏi hỏi thầy, em xem tướng đây, chồng em xem tướng đây, em có đứa con như này, thầy cho em hỏi vợ chồng em có hợp không, ở với nhau mấy chục năm rồi mấy đứa con vẫn hỏi hợp không. Hoặc là buồn cười nhất là tệ nhất là đang mang bầu rồi mà vẫn còn hỏi là đứa con này nó có hợp với em không. Không nên hỏi những câu như thế, hỏi những câu như thế nếu mà gặp một ông, gặp ông thầy mà dở hơi là bảo là không hợp đâu thì chúng ta phải tính như nào, thành ra lo lắng đúng không ạ, lo quá. Mà bảo là hợp thì cũng không biết được mà hợp như nào, thành ra chủ quan. Chủ quan. Các cô chú anh chị chúng ta vui lòng là chia sẻ video live stream nha. Chia sẻ cũng như là tag những người bạn của mình vào để nhận quà, cũng như là nắm được những cái thông tin quan trọng liên quan đến yếu tố phong thủy. À đây, nhân tiện đây thì Phong Thủy Nguyên đang có một cái chương trình rất hay liên quan đến sử dụng cái hương sạch phong thủy vượng. Các cô chú anh chị chúng ta biết rằng là trong cái yếu tố liên quan đến tâm linh thờ tự là một trong những cái nét văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt rồi, không nói làm gì đúng không ạ?
chúng ta nhớ về tổ tiên thần linh tiền tổ để chúng ta tiến hành là thắp nhang thờ tự đúng không? Để chúng ta thắp nhang thờ tự rồi là hướng đến gia tiên, hướng đến tiên tổ thần linh ở trên cao đúng không? Và sau đó thì là sau đó thì hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng, mà người ta nói tâm dạ hương truyền, người ta sử dụng hương để mà chúng ta sử dụng hương để tiến hành là thắp nhang cũng như hướng đến thần linh gia tiên của gia đình mình. Vậy thì sử dụng loại hương nào cũng là một trong những yếu tố quan trọng, bởi vì hiện tại trên giang hồ cũng như trên thị trường thì các loại hương mà nó mang 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 hóa chất rất là nhiều. Thường chúng ta cứ loại chọn loại hương mà sau đó nó cuốn tàn, nó cuốn tít thao lò vào ấy. Thì biết các loại hương như thế nó mang hóa chất rất là nhiều. Bởi vì rằng là riêng cái phần lõi của hương nó được tẩm axit phosphoric, tức là công thức của hóa học của nó là H3PO4. Đây loại công thức hóa học mà nó tạo cái yếu tố tác động nhiệt rất là nhanh. Khi mà chúng ta đốt thì nó làm hương cháy nhanh, rồi là hương cháy nhanh như thế thì dĩ nhiên là hết hương nhanh. Đúng không ạ? Hết hương nhanh mình lại phải mua nhiều. Đó, mà trong đó thì nó làm cái cuốn tàn hương nó cuốn lại như thế, mọi người cứ tưởng đấy là lộc nhưng thực ra không phải, đấy là hóa chất. Đấy là hóa chất. Em chào chị. Em chào chị Phương Nguyễn. Em bị mất nick chị ạ. Em bị mất cái nick cũ của em rồi, thế cho nên là chỗ Hoa Linh có dùng cái có add em có sử dụng cái tài khoản Facebook mới, add em vào trong group á. Thì em sẽ hướng dẫn chị trong đấy thêm. Thì trong cái yếu tố về sử dụng các loại hương sạch thì khuyên các cô chú chị chúng ta sử dụng hương phong thủy vượng này. Đây là loại hương sạch mà thầy Tam Nguyên cũng như các thầy trong viện nghiên cứu bảo tồn phát triển văn hóa phương Đông nghiên cứu rất kỹ các công thức ở trong đây, và đặc biệt là đây là hương sạch, do đó rằng là nó sẽ không cuốn tàn, tức là không đậu tàn, mà chúng ta thắp đến đâu là cái tàn hương nó sẽ rụng xuống bát hương luôn á. Đấy, và nó cháy rất là tốt, do nó không cuốn tàn thì mọi người đừng có nghĩ nó không tụ được lộc. Đấy, mà cơ bản đây là hương sạch, thế cho nên rằng là về cơ bản nó không có hóa chất, mùi hương của nó rất dễ chịu thông qua các cái thảo dược bên trong như là trầm hương bồ đề đúng không ạ. Đấy, rồi là các cái thảo dược vô cùng dễ chịu mang lại sức khỏe. Thì đang trong cái giai đoạn đó là giai đoạn chương trình khuyến mãi đối với việc sử dụng hương phong thủy vượng này. Khi mà các cô chú anh chị chúng ta mua 5 cái hộp hương, chúng ta tiến hành là thỉnh 5 hộp hương tại phong thủy Thái Nguyên, và cái chương trình này được áp dụng với cái phương án đó là tích lũy. Tức là ví dụ như tháng 1 các cô chú anh chị mua một hộp, tháng 2 mua một hộp, tháng 3 mua một hộp, tháng 4 mua một hộp, tháng 5 mua một hộp. Và khi mà tích đủ 5 hộp thì sẽ được auto, tức là được tự động tặng thêm một hộp. Đó, tặng thêm một hộp nữa là hộp thứ sáu. Hoặc là tháng này tôi mua 3 hộp, tháng sau tôi mua 2 hộp thì vẫn được tặng thêm một hộp. Thì đây là chương trình mua 5 tặng 1 của Phong Thủy Nguyên. Trong hộp hương này được đóng gói với 108 nén. Với 108 nén đóng làm 3 cái gói nhỏ bên trong, 3 cái gói hương bên trong. Thì để các cô chú anh chị sử dụng hương nó dễ dàng hơn mà nó không có bị bay mùi. Đấy, bức chung mở ra cho các cô chú anh chị xem. Thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm nó tốt thì nó tốt cho cả sức khỏe và tốt cho cả cái yếu tố về tâm linh thờ tự của gia đình mình thì nó tốt hơn nhiều. Chứ dùng các loại hương ngoài thị trường kia hóa chất lắm. Hóa chất không tốt cho sức khỏe con người. Không tốt cho nhà có người già trẻ nhỏ. Đặc biệt là cái loại hương ngoài thị trường nó đang có cái như Đức Trung nói cái phần lõi nó tẩm H3PO4 á, thì khi mà cháy nó sẽ tỏa ra cái khí độc là N2O5. Đây là một trong loại hóa chất chất hóa học, mà cái khí hóa học nó có cái yếu tố rất xấu liên quan đến đường hô hấp cũng như là liên quan đến mắt, tức là cái cảm giác khi chúng ta bị cái hương đấy, khi chúng ta đốt hương đấy mắt chúng ta rất là cay, và về cơ bản lâu nó không ảnh hưởng, nó không tốt cho sức khỏe, nó không tốt mắt. Đây, trong một cái hộp hương này nó sẽ có ba cái vỉ hương như thế này. Đấy, với 108 nén chia ra làm 3 vỉ như thế này, thì mỗi một lần sử dụng chúng ta sử dụng một vỉ, hết thì chúng ta lại sử dụng tiếp theo. Và bên trong nó có gói chống ẩm, thế cho nên nó không có bị ẩm mốc, nó không bị ẩm mốc. Đồng thời nó là hương sạch, thế cho nên là mùi nó rất dễ chịu. Đồng thời đây là cái que hương mà được đóng gói và được thiết kế với cái độ dài rất vừa phải để mà các gia chủ có ngôi nhà chung cư ấy, dùng ban thờ treo mà nó gần chạm đến đến trần thạch cao rồi, nhưng mà sử dụng loại hương này rất dễ. Ví dụ đây là một cái gang tay người lớn, thì chúng ta thấy rằng là cái hương này nó có chiều dài khoảng là 20 mấy cm. Đấy. Thì chúng ta thắp hương nó vừa đủ độ vừa phải đối với kích thước cũng như rằng là đối với cái thời gian cháy thì nó rất là hợp lý. Đấy, chương trình nó mua 5 tặng 1 thì chúng ta tiến hành là mua cộng dồn số hộp hương lại thì sang đến hộp thứ 5 sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Ngoài ra thì các cô chú chị trong giai đoạn này chúng ta
sử dụng dịch vụ nó xem ngày nhập trạch tại Phong Thủy Thái Nguyên thì cũng đều được đội ngũ trợ lý Phong Thủy Thái Nguyên, thầy Thái Nguyên tặng một hộp hương này về nhé. Sử dụng dịch vụ xem ngày nhập trạch thì đều được tặng hộp hương này về. Ngoài ra thì các cô chú chị nào mà là khách hàng thân thiết của Phong Thủy Thái Nguyên mà có lui đến văn phòng của Phong Thủy Thái Nguyên để mà tư vấn cũng như là thỉnh vật phẩm thì đội ngũ trợ lý cũng hoàn toàn có thể là hoan hỷ tặng các cô chú chị một hộp này mang về ha, làm quà ha. Hoặc là các cô chú anh chị vẫn sử dụng các cái sử dụng đang trong quá trình mà thi công ngôi nhà theo hồ sơ tư vấn phong thủy ở Phong Thủy Nguyên đến giờ đã nhập trạch, các cô chú anh chị an vị các cái vật phẩm phong thủy trong hồ sơ phong thủy thì cũng đều được Phong Thủy Nguyên gửi tặng kèm cái hộp hương phong thủy vượng này về để chúng ta tiến hành là thắp nhang vào cái ngày nhập trạch nha. Đấy là một trong những cái chương trình tri ân rất là giá trị của Phong Thủy Nguyên dành đến các cô chú anh chị. Bạn chị Hương Đình có câu hỏi là con gái chị Ất Dậu năm nay thi vào cấp 3, em sẽ giúp chị. Về cơ bản rằng là thi vào cấp 3 đối với cái việc ngoài cái việc bạn trẻ này cần phải bám sát những cái kiến thức học xuyên suốt cái quá trình học cũng như là tập trung vào ôn luyện giải những cái bộ đề mà những năm trước mà nó thi vào á, để mà có cái cảm giác tiếp xúc với đề thi và phòng thi đỡ bỡ ngỡ thì bố mẹ cũng nên chú ý nhiều hơn đến cái yếu tố về tâm tính của con trẻ trong cái giai đoạn này, về việc các cháu học hành thì nó căng thẳng không ạ? Đấy, thì nếu mà có sự thêm áp lực nữa thì nó dễ làm các cháu nó áp lực mà không có được tiếp thu bài tốt, thì bố mẹ nên chú ý về cái tâm tính của con trẻ trong cái giai đoạn ôn thi này. Ngoài ra việc sử dụng thêm cái vật phẩm phong thủy là cái tháp văn xương để đặt trên bàn học, sử dụng vật phẩm tháp văn xương để đặt trên bàn học của trẻ để mà kích hoạt thêm cái yếu tố về văn xương đau đến để kích hoạt cái văn xương vị cho con trẻ thì rất là tốt. Thì chị Hương Đình cũng có thể là để lại cái thông tin hoặc là nhắn tin sang fanpage để các bạn ấy tư vấn thêm cho chị, hướng dẫn chị cách xác định cái phương vị văn xương để sử dụng tháp văn xương để kích hoạt thì nó giúp cho học hành con trẻ nó trở nên tốt hơn. Vừa rồi là cái dịch Covid-19 đúng không ạ? Nó là một trong những cái dịch mà chúng ta, một trong những cái dịp mà chúng ta nghỉ Tết, nghỉ lễ cũng như là nghỉ học dài nhất lịch sử. Không biết là các cháu tiếp thu kiến thức như nào. Nhưng về cơ bản là thi cấp 3 nó không phải là kỳ thi quá kinh khủng. Chăm chỉ ôn luyện, chăm chỉ giải những cái đề trước là rất dễ. Đến em bây giờ em xem lại đề cấp 3 khi mà giải được mấy câu. Cho em hỏi là chị bạn Sâm Trương có hỏi cho em hỏi cho em gái. Ngày tháng năm sinh là 1997, Đinh Sửu, chồng sắp cưới là 92, hai tuổi này có hợp nhau không? Được, về cơ bản rằng là hai tuổi này về cơ bản là được, không có gì là phải băn khoăn cả. Xét về các cái bộ can chi thì hai tuổi Đinh Sửu với lại nhâm thân thì về cơ bản nó không liên quan nhau lắm. Nó không liên quan nhau lắm. Nếu mà hai đứa này thì mà hai bạn trẻ này mà yêu thương nhau mà có cái sự yêu thương đùm bọc nhau thì về cơ bản là xây dựng gia đình thì hạnh phúc thôi. Gia đình vâng ạ, chị Hương Đinh, chị nhắn tin qua fanpage nha, hoặc là chị tiện chị có thể để lại số điện thoại để các bạn ấy sẽ tư vấn thêm cho chị về vật phẩm giúp cho bé nhà mình có cái tăng thêm yếu tố về may mắn trong cái kỳ thi này. Em cảm ơn chị, quan trợ lý sẽ hỗ trợ chị thêm. Cảm ơn chị nha. Có thời gian chị lên văn phòng uống trà cũng như là tham khảo thêm thư phòng của chúng em. 97 với 92 với cơ bản là hai tuổi này thì cũng không có sự xung khắc gì đâu. Đấy. Quan trọng là yêu thương nhau với lại là hiểu nhau thì nó sẽ có nhiều cái sự suôn sẻ trong cuộc sống, hòa hợp. Ngoài ra thì có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy khác để tăng cường yếu tố hòa hợp, ví dụ như sử dụng hồ lô hòa hợp. Đấy. Sử dụng hồ lô hợp để tăng cường thêm cái yếu tố hòa hợp cho vợ chồng thì cũng rất là hay. Ngoài ra nếu như vào cái thời điểm mà quan trọng là cái việc mà nếu mà quyết định dẫn đến cái việc hôn sự thì 5 tháng ngày giờ để mà lựa chọn cái 5 tháng ngày giờ ăn hỏi cũng như để mà tổ chức lễ thành hôn rất quan trọng. Thì việc này nên để Phong Thủy Nguyên tư vấn thì sẽ tốt hơn bạn Sâm Trương nha. 5 tháng ngày giờ để mà ăn hỏi, 5 tháng ngày giờ để tổ chức lễ thành hôn cũng như rằng là năm sinh con. Như thế nào, lựa chọn cái màu sắc phòng ngủ như thế nào sao cho hợp lý, cũng như là những cái nghi thức quan trọng trong cái ngày mà cưới hỏi thì Phong Thủy Thái Nguyên cũng sẽ tư vấn kỹ hơn. Thì bạn cũng có thể bảo tang em gái bạn vào đây,
để mà bé biết được rằng là biết rằng là tuổi tác như nào. Chị Nhàn Nguyễn câu hỏi là 2 tuổi Ất Hợi, con 2 tuổi Ất Hợi thì nên có con tuổi nào, xin thầy cho biết. 2 tuổi Ất Hợi à? Ui, các cụ chúng ta nói là cùng tuổi năm rưỡi mà ăn đúng không? Cùng tuổi năm rưỡi mà ăn, 2 tuổi 95 đúng không? 2 tuổi 95, 2 tuổi 95 nữa. Chúng ta đây lại lại que luôn cái công trình nghiên cứu về xây dựng ekip đây. Đấy. Chị Nhàn Nguyễn tiến hành là thực hiện bằng cách là chia sẻ video livestream cũng như là tag 3 người bạn vào nhé. Phong thủy ứng viên bên mình sẽ tiến hành là gửi chị cái tài liệu này để tra. Dựa vào cái bảng này tra tuổi cho 1995 phát ra luôn, xem là làm tuổi nào. Đây tra thử phát demo phát xem nhé. Đây, xem này, tuổi 995 này. 1995 tuổi Ất Hợi, đúng không? Nạp âm là Sơn Đầu Hỏa đúng không? Đấy. 2 tuổi này thì 1995 Ất Hợi nạp âm Sơn Đầu Hỏa có bộ tam hợp là Hợi Mão Mùi. Do đó rằng là sinh con, do đó rằng là đâu đấy nhỉ? Câu hỏi đâu nhỉ? Đây, nên sinh con tuổi nào đâu, nên sinh con vào các cái năm tuổi đó là tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Mùi. Ví dụ năm nay là năm 2020 canh Tý, Tý Sửu Dần Mão đúng không? Đến năm 2023 Quý Mão cũng là một năm mà có thể sinh con được. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Rồi 1995 đúng không? Nhị hợp với tuổi Dần. Đấy, nhị hợp tuổi Dần, ôi tuổi Dần bây giờ Tý Sửu Mão thìn tình Mùi Thân Dậu Tất Hợi, Tý Sửu Dần. Dần ví dụ năm 2022. Năm 2022 Nhâm Dần là cái năm mà là có thể là lựa chọn để mà sinh con được, bởi vì đây là tuổi nhị hợp với tuổi Hợi. Đó. Rồi. Ất thì lấy quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tý. Thân và tuổi Tý, ví dụ tuổi Tý năm nay năm 2020 canh Tý này. Nhưng mà 2020 canh Tý tầm này á, tầm này thì không đẻ kịp rồi. Trừ khi là trừ khi là bác sĩ bảo cưới trước. Đó, nhưng mà không kịp rồi, khả năng 2020 canh Tý không kịp. Bây giờ lựa chọn tuổi Thân, Tý rồi thì Thân úi rồi, hơi lâu. Tuổi Thân thì hơi lâu. Đấy là tuổi, đấy là tuổi 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 quý nhân Ất thì lấy lộc ở Hợi, thế cho nên rằng là tuổi tài lộc, tuổi thiên lộc của 2 tuổi này cũng là tuổi Hợi. À quên, Ất lấy lộc ở Mão, sorry. Nhâm thì mới lấy lộc ở Hợi. Ất lấy lộc ở Mão, thế cho nên lựa chọn tuổi Mão để mà sinh con. Tuổi Mão là 2023 Quý Mão gần nhất. Như vậy cơ bản rằng là không biết là năm cưới là năm nào, ví dụ bảo năm 2020 là cưới này chờ 3 năm nữa mới lòi ra được đứa con thì hơi lâu, đúng không ạ? Đấy. Chờ 3 năm nữa mới được đứa con 2023 thì hơi lâu. Như vậy các bạn 2022 cũng được, 2022 nhâm dần cũng được nhé. Đấy, 2022 nhâm dần thì dần hợi nhị hợp. Nhâm thì lấy lộc ở hợi, thế cho nên là bố mẹ lại là lộc, thiên lộc của đứa con. Trên khả năng là gần nhất là 2022 nhé. Chốt lại chị Nhà Nguyễn 2022, 2023 đều được. 2022 nhâm dần vào 2023 quý mão thì ok. Bạn cho mình hỏi hộ chị gái. Chị Hương Nguyễn hỏi, hỏi hộ chị gái à đúng không? Chồng xem 69. Kỷ Dậu vợ quý 3 đúng không? Ở nhà hướng nào? À, 73 quý Sửu. À cưới rồi à? Bác cưới rồi, cưới rồi à? Cưới rồi đẻ kịp 2020 không? 2020 đẻ được 2020 thì là quý nhân của hai bố mẹ luôn. Đấy. Còn nếu không thì chờ 2022 hoặc là 2022 hoặc 2023, 2021 Tân Sửu thì về cơ bản là bình thường. 69 kỷ sau chị Hương Nguyễn 69 kỷ Dậu 73 quý Sửu. Chọn ở nhà hướng đông hướng tây bắc chị ạ. Hướng đông hướng tây bắc anh Quốc Tiến Nguyễn. Em chào anh Tiến Diệu nha. Mấy hôm rồi em dùng số mới, cơ bản cái số cũ của em để cho các bạn trợ lý các bạn ấy cầm rồi, bởi vì là số đấy hơi nhiều cuộc gọi, em không làm việc, em không thực hiện công việc quản lý được. Em để các bạn ấy cầm, thế cho nên là tí nữa là các bạn trợ lý sẽ nhắn riêng cái số của em qua cho anh, hoặc là để tí nữa em nhắn Zalo anh cho, hình như em vẫn còn Zalo anh mà, để em nhắn qua cho. Đấy, để em nhắn qua cho bạn. Sang sún bên mình có vật phẩm dây đồng tâm kết không ạ? Vật phẩm này có tác dụng gì? Cái gì dây đồng tâm kết đấy? Tâm kết không, không chưa nghe vật phẩm này bao giờ. Không biết vật phẩm này. Về cơ bản là các cái vật phẩm để mà tăng cường thêm may mắn ở bên mình sử dụng các vật phẩm liên quan đến đồng hoa mai là nhiều, ví dụ như ngũ phúc hoa mai, tam cát hoa mai. Vâng anh Tiến, tí nữa để em anh để các bạn ấy sẽ nhắn tin qua anh tí nữa các bạn ấy sẽ nhắn tin qua tin nhắn cho anh cái số điện thoại của em, sau đó thì anh kết bạn lại Zalo với em đi, hoặc là để em xem Zalo của em còn Zalo anh không, để tí em nhắn nó cho.
đâu gọi nhỉ, nhớ chị Nhàn Nguyễn nhá, cưới rồi thì đẻ được năm 20, xem nếu mà đẻ được năm 2020 này thì tốt, còn nếu không 2022 rất là tốt luôn. Văn phòng của em chị Hương Đinh, văn phòng của em tại Hà Nội ở tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy ở Cầu Giấy chị nhé. Đấy, tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy Cầu Giấy Hà Nội. Chị Hương Nguyễn trong số 3 nhà hướng Bắc. Chị Hương Nguyễn đặt câu hỏi sâu hơn đúng không? Chồng 69 Kỷ Dậu, vợ 73 Quý Sửu, nhà hướng Bắc lệch 1 2 độ. Cưới nhau muộn, hiện tại vẫn muộn con, thì có điều chỉnh hoặc là sửa lỗi gì không để sớm sinh con được không? Nếu mà xét về yếu tố phong thủy cách cục của nhà để xem là cái yếu tố là kích hoạt thêm cái sự may mắn trong cái đường con cái ấy, thì cái này phải phân tích trên bản vẽ chị Hương Nguyễn ạ. Phải có bản vẽ thiết kế thì chúng em mới có thể là xem là cái ngôi nhà đấy về yếu tố phong thủy nó có đang bị lỗi nội cục gì không. Còn nếu mà chi tiết cụ thể hơn nữa thì phải thầy Tam Nguyên hoặc là đội ngũ trợ lý kiến trúc sư của bên em tiến hành về trực tiếp để mà khảo sát ngôi nhà thì mới có thể biết được rằng là bên trong bên ngoài ngôi nhà nó như thế nào, thì mới có thể đưa ra cái phương án chỉnh sửa ngôi nhà, nó có chỉnh sửa ngôi nhà làm sao cho nó hợp lý hơn về yếu tố cách cục phong thủy thì mới hóa giải được. Thì hóa giải được chứ còn đâu rằng là ở đây thì chưa chưa ở đây thì chưa khẳng định được việc cái ngôi nhà nó chỉnh như nào bây giờ cả. Phải xem ra là ngôi nhà hiện tại đang có phạm trước gì không, chứ về cơ bản hướng thì cũng chưa thể bất cứ điều gì, hướng bắc lệch 1 2 độ cũng chưa thể điều gì cả. Yếu tố phong thủy nó nằm ở việc thiết kế cách cục bên trong bên ngoài như thế nào, từng cái khối tác động bên trong bên ngoài nó ra làm sao đối với ngôi nhà đấy thì mới có thể đánh giá được việc nó tốt xấu như nào. Ví dụ chẳng hạn tìm khi mà khảo sát thì chúng ta đánh giá được nội cục bên trong như là công năng phòng bếp, nhà vệ sinh, rồi là yếu tố phòng ngủ, đầu giường ngủ, mọi thứ kia đã được hợp lý chưa thì chúng ta tiến hành là chỉnh sửa. Chứ nếu không thì khó. Nó chưa cụ thể được. Bạn Sâm Trương có hỏi cho điều này nữa, tại sao cái gì? Điều này nữa là ngày cưới hay lấy cái chưa hiểu bạn Sâm Trương lắm. Có nghĩa là ngày cưới thì lấy ngày 21 22 tháng 5 có được không? Có được không? Cái này chi tiết phải xem rất là kỹ, xem ngày cưới ạ, xem để mà lựa chọn được cái năm tháng ngày giờ để mà tổ chức cái việc hôn sự ạ. Bởi vì cái việc ngày cưới của cô dâu chú rể thì nó liên quan đến yếu tố hòa hợp của hai bên gia đình, mà hai bên gia đình ở đây là bao gồm có bố mẹ cô dâu, bố mẹ của chú rể. Bởi vậy cho nên là để xem được cái ngày cưới cô dâu chú rể thì nhất định phải căn cứ vào, thứ nhất đó là toàn bộ thông tin của nhà chú rể, bao gồm là năm sinh của chú rể và năm sinh của bố mẹ của chú rể luôn. Thông tin của nhà gái là nhà cô dâu, bao gồm năm sinh của cô dâu và bố mẹ của cô dâu. Đấy, và sau đó quyết định lựa chọn thì nguyên tắc xem ngày của phong thủy Tam Nguyên như sau. Nguyên tắc xem ngày phong thủy Nguyên thì sẽ xem 2 ngày, bao gồm là ngày ăn hỏi và ngày tổ chức lễ thành hôn. Và ngày ăn hỏi thì tập trung thông tin để mà xem cho nhà gái, để mà lựa chọn những ngày sao cho nó đắc đối với nhà gái, đắc lộc mã quý nhân, đắc mọi thứ nó thiên ất quý nhân, rồi là thiên hợp đức, tất cả mọi thứ về cát thần nó phải tốt cho nhà gái. Xem ngày lễ thành hôn thì lại tập trung thông tin cho nhà 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 trai. Tập trung thông tin nhà trai bao gồm là năm tháng ngày giờ để tốt cho nhà trai. Đấy. Thì nó mới tốt được. Chứ bây giờ hỏi một cách vu vơ và 21 22 tháng 5 có được không, chịu. Đấy. Tốt với người này nhưng chưa chắc đã tốt với người kia. Đấy là một trong những cái suy nghĩ về mọi người liên quan đến lựa chọn ngày tốt. Mọi người vẫn cứ nghĩ rằng là cái ngày xem trên lịch thì thấy ngày này là ngày hoàng đạo chẳng hạn, thì cứ thấy là tưởng ngày tốt, tốt là cả thiên hạ tổ chức lễ cưới ầm ầm, nhưng về cơ bản nó không phải đâu. Đấy, về cơ bản nó không phải, tốt với người này chưa chắc đã tốt với người kia. Ngoài ra những cái ngày ví dụ như ngày Tam Nương, ngày Nguyệt Kỵ, ngày kia có thứ mấy cái ngày đấy trong phong thủy chính phái không có ứng dụng. Tại vì Tam Nương Nguyệt Kỵ nó chỉ là một trong những cái truyền thuyết của Trung Quốc mà thôi. Ví dụ Tam Nương là ba cái mụ đàn bà mà làm khuynh đảo cái triều đại của bên Trung Cổ, thì người ta cho rằng là Tam Nương là ba người phụ nữ đấy, người ta làm suy bại cái quốc gia bên Trung Quốc ngày xưa. Thế cho nên là vào cái ngày mà Tam Nương này là ba người phụ nữ nó úm ba la nó gặp nhau, thế cho nên là người ta kiêng cái ngày này, và ngày này cho rằng ngày không may mắn đấy. Rồi ngày Nguyệt Kỵ các thứ nữa, thì về cơ bản rằng là cái ngày Nguyệt Kỵ, ngày Tam Nương trong phong thủy chính phái người ta không sử dụng. Trong các cái sách chân thư viết về các thần sát quan trọng có sự tác động của thiên tinh đến với con người ấy, trong Hiệp Kỷ Biện Thông Phương Thư ấy, có thấy nói về Tam Nương Nguyệt Kỵ quái đâu. Đó, do đó là Tam Nương Nguyệt Kỵ tất cả đấy chỉ là những cái quan niệm xưa cũ của người Việt mà trở nên lo lắng mà thôi.
Trong phong thủy chính phái, phong thủy tâm nguyên không có sợ tam nguyệt kỵ gì cả. Xem ngày nó phải căn cứ trên yếu tố về can chi nạp giáp đối với ngôi nhà, xem ngày trạch cát phải căn cứ vào tọa hướng ngôi nhà để lựa chọn ngày sao cho nó đắc lộc mã quý nhân, rồi là nó bổ long, rồi là tương chủ, gọi là phù long tương chủ, chứ nó không phải theo ngày này nó tốt với tôi không, ngày kia tốt tôi không, tốt cho việc nào đấy, tốt lại tốt cho việc nào, tốt cho ai, cái đấy mới quan trọng, chứ nó không phải là tốt cho tất cả đấy, cũng không phải là xấu cho tất cả. Chị Hương Đinh câu hỏi là chị Giáp Dần thì nên mang vật phẩm gì cho may mắn, đúng không ạ? Tuổi Giáp Dần nên mang vật phẩm gì cho may mắn? Về cơ bản rằng là đối với cái đối với tuổi Giáp Dần thì về cơ bản là có những cái vật phẩm mà mang lại cái may mắn rất là tốt cho bản thân. Vật phẩm may mắn ở đây nó có một số cái nói về may mắn, ví dụ chẳng hạn. Ví dụ chẳng hạn để mà mang lại cái sự may mắn cho ngôi nhà hoặc là mang lại may mắn cho bản thân. Nếu mà mang lại may mắn cho ngôi nhà thì chúng ta sử dụng những vật phẩm phong thủy mang yếu tố kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà. Đối với vật phẩm mà mang lại may mắn cho bản thân thì chúng ta sử dụng các vật phẩm để hộ thân. Đó. Các vật phẩm mang lại may mắn cho ngôi nhà thì người ta phải căn cứ vào hướng của ngôi nhà là hướng gì để xét thêm cái thiên khí năm nay ra làm sao để chúng ta sử dụng các vật phẩm để hóa giải và kích hoạt, hoặc là tìm những cái phương vị tốt ở trong ngôi nhà để mà kích hoạt cái phương vị lên. Còn đối với bản thân thì thường chị có thể sử dụng các vật phẩm để tăng cường thêm may mắn hộ thân cho sức khỏe bản thân, ví dụ như là các vật phẩm để đeo tay hoặc đeo cổ. Đeo tay thì em khuyến nghị có hai cái vật phẩm mà chị có thể sử dụng, đó là vòng tam hợp hoặc là vòng phúc hòa trợ mệnh. Vòng tam hợp là loại vòng mà nó tính theo tam hợp địa chi của tuổi chị, ví dụ tuổi chị là Giáp Dần thì chị sẽ phù hợp với các tuổi, đó là Giáp Dần nó sẽ nằm trong bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất, thế cho nên chị sử dụng cái vòng gọi là vòng Dần Ngọ Tuất ạ. Chị sẽ sử dụng cái vòng Dần Ngọ Tuất để chị đeo thì nó tăng thêm yếu tố tam hợp địa chi, thì nó tăng thêm cái quý nhân tương trợ, thì đây cũng chính là bộ ba cái tuổi mà chị sẽ sử dụng để mà lựa chọn ekip làm việc cho mình, thì cũng sẽ được thể hiện ở trong cái bảng này luôn này. Trong cái bảng này cũng sẽ thể hiện rất rõ tuổi nào này. Ngoài ra chị cũng có thể sử dụng theo cái vòng vòng phúc hòa trợ mệnh. Cái vòng phúc hòa trợ mệnh thì nó là cái loại vòng mà sử dụng theo yếu tố về hỷ dụng thần bát tự, tức là căn cứ vào năm tháng ngày và giờ sinh của chị. Tức là chị sinh năm Giáp Dần là 1974 rồi, nhưng mà nó còn thiếu tháng sinh, năm sinh và giờ sinh. À, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh thì mới có thể là tìm ra được cái bát tự hỷ dụng thần của chị. Thì căn cứ vào bát tự hỷ dụng thần thì người ta sẽ tìm ra được cái trang sức phù hợp để mà đeo. Đấy, lựa chọn ra được cái trang sức phù hợp đeo. Ở đây thì em lại 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 không có cái vật phẩm mẫu. Đấy. Mình sẽ sử dụng cái trang sức để mình đeo thì nó sẽ bổ khuyết vào cái ngũ hành khuyết thiếu ở trong thân mình, để giúp cho thân mình nó trở nên vượng hơn, thì giúp cho cái đường công danh sức khỏe tài lộc mình trở nên tốt hơn. Về cơ bản rằng là tăng cường thêm may mắn thì có hai cái vật phẩm đấy, để đeo tay là vòng phúc hòa trợ mệnh với thiên nguyệt, vòng phúc hòa trợ mệnh với vòng tam hợp. Ngoài ra để mà đeo cổ thì chị có cái mặt khai dương phú quý năm 2020 này, thì các bạn sẽ tư vấn thêm cho chị, nhắn tin thêm cho chị các vật phẩm đấy, có hai vật phẩm mà đeo cổ với đeo tay thôi. Chị Hương Nguyễn lại hỏi tiếp, vợ chồng này đã bị hỏng con mấy lần rồi, thế thì khả năng nó là một yếu tố phong thủy ngôi nhà nó không có tốt đấy chị Hương Nguyễn ạ. Nếu như phong thủy ngôi nhà nó không có tốt thì về cơ bản cần phải có hai phương án, một là đến khảo sát trực tiếp, hai là phải có cái mặt bằng công năng bản vẽ của ngôi nhà thì mới đánh giá được việc nó bị sai phạm đâu thì mới tư vấn được. Bạn Giang Sún có vật phẩm gì để kích hoạt tình duyên và sức khỏe tài lộc không? Cho tuổi 1988. Chị Nhàn Nguyệt, để các bạn trợ lý sẽ nhắn tin qua cho chị cho nhé. Các bạn trợ lý sẽ tiến hành là nhắn cho chị cái bản tài liệu xây dựng ekip này, và chị có thể để lại email để các bạn sẽ tiến hành gửi qua email cho chị, hoặc là chị mà đang được bạn trợ lý nào của phong thủy nguyên đang tư vấn thì chị có thể nhắn tin qua cho bạn đấy để mà nhận tài liệu nhé, thì các bạn cũng sẽ gửi tài liệu qua cho chị. Đây là cái tài liệu xây dựng ekip rất là hay, tổng hợp hầu hết tất cả các tuổi để chúng ta tiến hành là lựa chọn tuổi nào để mà sinh con đẻ cái. 60 tuổi cơ mà. Có 60 tuổi mà, bởi vì lục thập hoa giáp thì cũng chỉ có 60 năm, 60 tuổi. 60 năm tương ứng với 60 tuổi. Thì đây là cái bộ mà tổng hợp hết tất cả, việc chỉ tra cái là ra thôi. Đấy, tra xem tuổi nào là ra thôi. Nhanh lắm. Liên lạc với bên em thì có hai cách. Một là chị có thể là liên lạc qua số tổng đài 1900292. Đấy, số tổng đài bên em 1900292 có 3 cái nhánh. Nhánh số 1 là tư vấn về các vật phẩm phong thủy. Nhánh số 2 là tư vấn về khảo sát lập hồ sơ phong thủy. Nhánh số 3 là tư vấn về các dịch vụ phong thủy.
Đấy, nhưng về cơ bản là chị có thể để lại số điện thoại, vừa nãy chị để lại số điện thoại rồi, các bạn trợ lý bên em các bạn sẽ tương tác với chị qua Zalo, gọi điện và sau đó tương tác chị qua Zalo thì chị có thể lưu lại cái số bạn trợ lý đấy. Thì về sau có bất cứ những cái gì mà thắc mắc thì chị có thể trao đổi trực tiếp bạn trợ lý luôn. Đấy, thì bạn gần giống như một là bác sĩ, giống như một bác sĩ cá nhân của chị ấy, thì sẽ tiến hành là chăm sóc và tư vấn cho chị các vấn đề liên quan phong thủy khác nhau. Đấy, hầu hết là chúng em rất nhiệt tình xoay quanh việc tư vấn các cái vấn đề của chị thôi, không có gì cả. Mà nhưng mà cái nào mà cần phải sử dụng những cái dịch vụ cao cấp hơn, cần phải trả hồ sơ hoặc cái gì đấy thì các bạn cũng sẽ báo phí chi tiết cho chị để chị nắm được xem là phí tư vấn sẽ như thế nào trước khi chị ra quyết định là có sử dụng dịch vụ hay không. Còn về cơ bản những cái băn khoăn trăn trở của chị thì chúng em giải đáp rất là thoải mái thôi, không gì phải ngại cả chị ạ nhé. Ok chị Nhàn Nguyễn. Ok Nhàn Nguyễn đó, cho nên rằng là nhờ hiện tại không hợp hướng chị Hương ơi, chị Hương Nguyễn ơi, cái việc mà phong thủy nhà nó không phải nằm ở mỗi cái việc nó là hướng hợp đâu, nó không phải nằm ở yếu tố hướng. Hướng là một trong những cái rất là cơ bản mà trong phong thủy người ta không nói đến nhiều, người ta có nhắc đến nhưng mà yếu tố hướng là cái yếu tố tiên quyết để mà luận các cái yếu tố thần sát khác. Hay yếu tố phong thủy trong nhà không có hướng thì không luận được, nhưng mà hướng nó lại không phải là cái quan trọng quyết định việc họa phúc của ngôi nhà đấy như thế nào. Cái yếu tố hướng nó chỉ là một trong những cái yếu tố cơ bản. Nếu như chúng ta nói là cái việc lựa chọn ngôi nhà, ví dụ là vợ chồng anh chị của chị là chồng sinh năm 1969 kỷ Dậu, vợ sinh năm 1973 quý Sửu, hai tuổi hai vợ chồng này nằm trong bộ tam hợp tỵ Dậu Sửu ở cái nhà hướng đông hoặc hướng tây bắc thì rất là vượng. Nhưng mà trên lý thuyết là thế, trên lý thuyết là lựa chọn nhà hướng đông hoặc hướng tây bắc thì rất vượng. Nhưng mà vượng ở đây nó phải đi kèm với việc là vượng về cách cục chứ không chỉ vượng về hướng. Lựa chọn cái hướng đông hoặc hướng tây bắc thì là hợp trạch. Nhưng mà ngôi nhà đấy phải điên một cái điều kiện nữa là nó phải đẹp phong thủy, chứ nếu như là hợp hướng mà xấu phong thủy ấy, thì chán lắm. Hợp hướng mà xấu phong thủy thì còn xấu hơn rất nhiều, không khác gì mình lựa chọn một cái cô gái mà hợp tuổi với mình nhưng mà cô này láo toét, về nhà suốt ngày cãi chồng cãi con thôi đấy, bố láo bố toét thì hợp hướng làm cái gì đâu, đúng không? Hợp tuổi làm cái gì đâu, thà rằng tôi lựa chọn một cô đích hợp hướng lắm nhưng mà lựa chọn một cô mà không cần hợp tuổi lắm nhưng mà cô này cô ngoan ngoãn, tính nết ngoan ngoãn, về còn phụ giúp chồng này cái thứ, hiếu thảo với bố mẹ chồng thì cái thứ chăm con giỏi nó còn hơn lựa chọn hợp tuổi cuối cùng về láo tét thì làm gì được, đúng không ạ? Trên hợp hướng nó chỉ là một yếu tố, đẹp phong thủy nó quan trọng hơn. Đẹp phong thủy nó nằm ở yếu tố là cách cục của bên ngoài ngôi nhà như thế nào, liên quan đến hệ thống cổng cửa, đường đi lối lại, ngã ba ngã bảy, rồi là các yếu tố về công trình xung quanh, núi non sông nước, đúng không ạ? Ở thành phố thì ở vùng Sơn Cước thì nó có núi có non, đúng không? Nó tạo ra long và thủy. Ở thành phố thì lấy đâu ra, đúng không? Ở thành phố thì người ta tính những ngôi nhà cao tầng, những cái điểm nhô lên so với mặt bằng chung thì gọi đấy là sơn, còn nó đường đi lối lại nó tạo ra dòng khí di chuyển nó gọi là thủy. Thì người ta vẫn phải căn cứ vào yếu tố về phong thủy như thế để người ta tính toán là bên ngoài ngôi nhà nó tác động đến cái nhà đấy ra làm sao, có những cái hình thế sát nó tác động đến cái nhà đấy, nó khiến cho cái nhà đấy nó bị xung sát, các thành viên ở trong nhà nó không có tốt. Đấy là cái bên ngoài, cái bên trong là do cái cách cục nội cục bên trong như nào, từ cái việc bố trí phòng ngủ có được hợp lý không, cửa chỗ cửa đâu, cửa lách chỗ ra như thế nào, rồi là phòng thờ, rồi là các công năng khác thì cái này phải khảo sát, hoặc là phải một là khảo sát trực tiếp, hai là phải căn cứ trên bản vẽ thì mình đánh giá được, chứ mỗi hướng không nó chưa thể bất cứ điều gì cả. Các cô chú chị chú ý nhé, đây là một trong những cái quan niệm vô cùng quan trọng, chứ cứ đau đầu về hướng ấy, lại cứ tra trên mạng là hướng này ngũ quỷ, hướng kia sinh khí, hướng kia diên niên đấy, là ốm đấy. Đấy, nghiên cứu mấy cái đấy đau đầu lắm, đừng có nghiên cứu. Đau đầu lắm, phong thủy chính phái người ta không có ứng dụng mấy cái đấy, không có bắt, không có tuyệt mệnh ngũ quỷ gì 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 đâu. Linh linh em lấy cho anh mượn cái vòng tam hợp này, cái vòng phúc hòa trợ mệnh cái. Bạn Giang Sún, bạn Sang Sún hỏi vật phẩm gì để hỗ trợ tình duyên sức khỏe tài lộc. Chờ tí nhá, tí nữa tớ sâu cái tí nữa tớ sâu cái vật phẩm nó ra cho bạn xem với anh chị xem. Nè, chúng ta đặt câu hỏi đi. Các cô chú anh chị chúng ta đặt các câu hỏi khác nhau để mà cùng giao lưu cũng như là chia sẻ. Bởi vì nhận thấy là các cô chú anh chị có rất nhiều các câu hỏi khác nhau, nhưng mà chúng ta ngại hỏi. Ngại hỏi là bởi vì chúng ta không biết hỏi từ đâu. Ngại hỏi rất muốn hỏi là rất muốn hỏi để thầy Tam Nguyên tư vấn, nhưng mà cơ bản là không biết lúc nào gặp được thầy Tam Nguyên. Cảm ơn em. Không biết lúc nào có thể gặp được thầy Tam Nguyên. Cho nên là
Chúng ta đặt những câu hỏi ở đây thì Đức Trung sẽ giải đáp kỹ càng hơn. Chào anh chị nha. Đức hỗ trợ các anh chị ở đây nhé. Đây nhé, bạn sang xuống nhé. Có hai cái vật phẩm này mà bạn có thể ứng dụng. Đây là cái vòng gọi là vòng phúc hòa trợ mệnh này. Đấy. Đây là cái vòng 12 ly, cái vòng 12 ly dành cho nam. Còn đâu có cái vòng hạt nhỏ hơn là vòng 10 ly dành cho nữ. Đây là cái vòng gọi là vòng tam hợp. Vòng tam hợp ví dụ tuổi của bạn là 1988 mậu dần thì bạn nằm trong bộ tam hợp dần của tuất á, thì bạn sử dụng cái vòng tam hợp để bạn đeo. Thì nó sẽ tăng cường thêm yếu tố về các quý nhân tương trợ rồi là các khí quý nhân phù trợ nên rất tốt. Đây khi mà đeo vào tay, đây là vòng của nam thì đeo nó sẽ như này, còn vòng của nữ thì hạt nó sẽ nhỏ hơn. Thì đây gọi là vòng tam hợp. Bên cạnh đó là một cái vật phẩm khác. Chị Hương đính thế nhá, đây là vật phẩm khác, đây là cái vòng gọi là vòng phúc hòa trợ mệnh. Và phúc hòa trợ mệnh thì nó sẽ bao gồm các cái hạt gỗ là cái hạt tử đàn. Ngoài ra nó sẽ có hai cái phần trăm. Nó sẽ có hai cái phần trăm, trăm đây nó sẽ là hai cái trăm bạc được khắc chữ hòa và chữ phúc. Nó thể hiện cho yếu tố về sự phúc hòa, phúc ở đây cũng như là phúc đức, phúc quý của gia đình. Phúc là nền tảng của cái tài lộc. Đấy, gia đình nhiều phúc thì mới phát triển thêm tài lộc được. Đấy, còn nó hòa đây nó thể hiện sự hòa thuận, đúng không ạ? Phúc hòa thì sẽ sinh ra tài, chưa có phúc hòa thì không ra tài lộc được đâu. Đấy. Đồng thời đây sẽ sử dụng một cái vòng để sẽ sử dụng một cái hạt đá thạch anh, đá thạch anh đen, đá thạch anh tóc theo cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, chính là cái ngũ hành hỷ dụng thần để bổ vào thân mệnh. Khi mà chúng ta bị khuyết thiếu thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng này gọi là vòng phúc hòa chữa mệnh. Thì nó sẽ căn cứ vào năm tháng ngày sinh để mà theo cái bát tự dụng thần. Theo bát tự dụng thần thì đây là hai cái vật phẩm rất là dễ dàng sử dụng cũng như là đáp ứng được những cái yêu cầu về mong muốn của cô chú anh chị như là tài lộc, may mắn, sức khỏe, bình an. Tăng cường thêm yếu tố về tình duyên đào hoa. Các cô chú anh chị vui lòng chia sẻ video để mà nhận quà tặng nha. Đấy, cái tài liệu này rất là hay này. Với cái tài liệu này chúng ta tính toán tuổi tác rất là dễ để mà tuyển chọn nhân viên, lựa chọn lãnh đạo, sinh con đẻ cái, dựng vợ và chồng rất là dễ. Chúng ta cùng nhau chia sẻ video live stream, đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận để Đức Trung có cơ hội giao lưu cũng như giải đáp cụ thể luôn các câu hỏi của các cô chú chị ngay tại video nhé. Đâu rồi ạ? Oh.
các cô chú chị còn đấy không ạ? Chúng ta cùng nhau, những ai mới vào thì hoàn toàn để đặt những câu hỏi để mà Đức Trung có cơ hội giải đáp đến các cô chú chị nhé. Đấy. Không biết là thường là chúng ta có thể là theo cô chú chị mà đang xem video này, chúng ta thường nên có thể là tiến hành là có những cái video chia sẻ live stream này vào khung thời gian nào thì sẽ thuận tiện hơn cho các cô chú chị. Chúng ta có thể bình luận xuống bên dưới vào thứ mấy giờ nhé. Và thứ mấy giờ thì chúng sẽ tổng hợp lại để chọn ra một cái khung giờ mà mọi người có thể là dễ dàng tham gia video nhất, đặt các câu hỏi thì Phong Thủy Nguyên sẽ giải đáp chúng ta một cách dễ dàng hơn. Đấy. Nha, các cô chú anh chị chúng ta, những người vào sau chẳng hạn, nếu mà chưa biết thì có thể là chia sẻ video live stream cũng như là nhắn tin qua cho fanpage để các bạn trợ lý, các bạn sẽ gửi các cô chú anh chị phần tài liệu nhé. Hãy đặt các câu hỏi xuống bên dưới, các bạn trợ lý sẽ hỗ trợ thêm cho các cô chú anh chị giải đáp cụ thể và hướng dẫn cụ thể nhiệt tình. Ngoài ra thì cũng có thể đến trực tiếp văn phòng của Phong Thủy Nguyên để các cô chú anh chị được hỗ trợ chi tiết hơn. Anh Lê Minh Hiếu đặt câu hỏi là mình sinh năm 1981, làm ăn dạo này công việc không được thuận lợi, phải làm sao, tư vấn cho mình với thầy ơi. Đấy. Nó sẽ như này anh Lê Minh Hiếu ạ. Cái việc mà bản thân công việc làm nó không có được thuận lợi thì nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Nó xuất phát từ nhiều yếu tố thì dĩ nhiên là về yếu tố về vĩ mô. Ở đây nhất là do cái nạn đại dịch Covid-19 vừa rồi nó làm cả thế giới chao đảo, Việt Nam cũng không ngoại lệ, đúng không ạ? Và các công ty, các ngành nghề kinh doanh ở Việt Nam thì đều cơ bản có sự ảnh hưởng. Tuy nhiên một điều đó là nếu xét về yếu tố vận khí bản thân anh thì nó cũng đến từ nhiều cái nguyên nhân khác nữa, nhưng mà về cơ bản rằng là nó phải căn cứ vào đủ 5 tháng ngày giờ sinh của anh thì mới có thể là tính toán được xem là cái yếu tố về niên vận, đại vận của anh nó đang gặp vấn đề gì, thì mới có thể tư vấn thêm cho anh về việc cái phương án cải vận, thì cải vận sẽ làm tăng thêm yếu tố về may mắn tốt hơn. Nhưng mà về cơ bản là tuổi 1981 Tân Dậu thì năm nay Tý Dậu tương hại. Bởi thế cho nên là hại thế tuế đối với tuổi Dậu thì năm nay nó sẽ có nhiều phần vất vả hơn. Nhiều yếu tố tác động, nhưng mà căn cứ vào bát tự thì nó sẽ chính xác hơn. Tức là 5 tháng ngày và giờ sinh, chứ nói bảo tuổi Dậu có 1.000 ông tuổi Dậu, ông nào cũng khó hay sao, không phải thế. Anh Lê Huy Vũ, anh đặt câu hỏi là anh sinh năm 1985, vợ sinh năm 1984, con trai 2011, con gái 2014. Làm nhà hướng nào hợp nhất, xin cảm ơn. Đối với tuổi của anh thì anh Lê Huy Vũ, đối với tuổi của anh ạ thì anh nên lựa chọn con trai 2011, con gái 2014. Con gái về sau thì nó về nhà chồng, con trai 2011. Với các bạn rằng là đối với tuổi của anh thì anh có thể lựa chọn cái hướng đó là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc hoặc hướng Đông. Hướng Tây Bắc hoặc hướng Đông thì ok đấy anh. Cái này xét theo định long tam hợp phái. Hướng Tây Bắc hoặc hướng Đông. Bởi vì là tuổi của anh là 1985 Ất Sửu, vợ anh 1984 Giáp Tý, con là 2011 Tân Mão, 2014 là Giáp Ngọ, nằm trong đủ luôn cả bốn bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu Hưu Thân Tý Thìn rồi là Hợi Mão Mùi Dần Ngọ Tuất. Nhưng về các bạn lựa chọn cái hướng nào mà để là hợp trạch với bản thân anh ấy, thì anh lựa chọn hướng Đông hướng Tây Bắc, anh Lê Huy Vũ ạ. Hai hướng đấy là hướng Đông hoặc hướng Tây Bắc. Hướng Đông hoặc hướng Tây Bắc. Chúng ta cùng đặt câu hỏi để mà giao lưu với nhau nha. Các câu hỏi xoay quanh cái việc là làm nhà, động thổ, làm nhà, dựng cửa. Hoặc là các câu hỏi xoay quanh cái yếu tố liên quan đến vận khí bản thân. Anh Lê Minh Hiếu có cả giờ sinh của anh nữa cơ. Chứ đâu là anh sinh ngày 10 tháng 3 năm 1981. Nó vẫn còn thiếu một cái trụ nữa là trụ giờ sinh. Nó vẫn còn thiếu một cái trụ nữa, trụ giờ sinh thì phải có cả giờ sinh của anh. Có cả giờ sinh của anh thì mới có thể tính toán được kỹ. Chứ nó không bị thiếu thông tin. Không bị thiếu thông tin. Ok Lê Huy Vũ. Anh lựa chọn hướng Đông hoặc hướng Tây Bắc.
Đối với kể cả nhà chung cư hay nhà thổ cư thế thì đều lựa chọn cái hướng cửa chính là hướng đông và hướng tây bắc. Nhớ các cô chú anh chị chúng ta tiếp tục chia sẻ video livestream cũng như là đặt câu hỏi ở phần bình luận. Chúng ta đặt câu hỏi mà bao gồm là có thông tin, bao gồm có tên này, có tuổi này, có năm, có tên này, có năm sinh này. Năm sinh thì sẽ suy được nhiều cái phương án, với lại nếu như có ngôi nhà thì hướng gì, với lại câu hỏi cần được giải đáp, hoặc nếu mà cần đội ngũ trợ lý tư vấn thêm thì có thể để lại số điện thoại để các bạn tư vấn thêm cô chú anh chị nắm được. Các cái kiến thức liên quan đến phong thủy các cô chú anh chị cũng có thể là tham khảo thêm trên kênh YouTube, đó là thầy phong thủy Thái Nguyên hoặc là kiến trúc phong thủy Thái Nguyên. Đây là hai kênh YouTube chính mà các cô chú anh chị có thể là tiếp thu thêm những kiến thức phong thủy ở trên đó, thầy phong thủy Thái Nguyên hoặc kiến trúc phong thủy Thái Nguyên, hoặc là website chúng ta vui lòng ghé qua website là phongthuyvuong.com. Sắp tới thầy Thái Nguyên cũng sẽ chia sẻ đào tạo thêm, sẽ đào tạo thêm khá nhiều những cái khóa học mới được upload cũng là được đăng tải lên trên kênh, được đăng tải trên kênh website thuviệnphongthuy.vn. Em lắm. Ồ. Chị Phương ơi, em bị mất cái nick, em bị mất cái nick Facebook kia, để em sẽ nhắn lại cho chị nha, xong chị gửi lại cho em cái hình ảnh đi nha. Để em nhắn lại qua cho chị cái em nhắn lại qua chị qua cái tài khoản Facebook mới, sau đó chị gửi lại giúp em cái hình ảnh á. Sau đó để em hỏi thầy. Chị sẽ có thêm cái phương án cho chị. Nhưng về cơ bản em nhận thấy thì nó cũng không có cái gì mà quá nguy hiểm cả. Chị có, chị gửi cái chị còn cái mặt bằng công năng nội cục ở trong nhà đấy, chị gửi cả tin nhắn cho em nhé. Chị có cái mặt bằng công năng nội cục á của ngôi nhà ấy, chị gửi cả cho em giúp em nữa. Để cho nó cụ thể hơn. Cái phần bên ngoài đấy là cái phần tổng phần tổng thể bên ngoài thôi. Phần công năng nội cục bên trong nó cũng quan trọng nữa. Để em xem là bên trong đấy có những cái gì cần phải xử lý, với lại là các cái vật phẩm phong thủy mà chị đã có rồi thì nên đặt để tại đâu sao cho nó hợp lý nữa. Anh Lê Minh Hiếu, các bạn trợ lý bên mình cũng sẽ inbox sang tư vấn cho anh kỹ hơn về cái vận khí của bản thân làm sao cho hợp lý. Hoặc là anh cũng có thể là nghiên cứu sử dụng cái có bản vẽ. Vâng đúng rồi. Chị gửi vào trong cái chị gửi qua mail. Chị vẫn gửi qua cái email là phongthuythainguyen@919.vn này. Mà chị vẫn hay gửi mail cho em á. Chị gửi qua đấy cho nó đỡ bị mất. Gửi qua Facebook mà mất nick cái là nó bị mất luôn. Chị gửi qua email giúp em nha. Ok, Lê Minh Hiếu, các bạn trợ lý sẽ liên lạc thêm với anh để tư vấn chi tiết hơn cho. Nhớ chúng ta chia sẻ video cũng như là những anh chị nào mà cần nhận cái tài liệu này thì có thể nhắn tin qua cho fanpage để các bạn trợ lý sẽ gửi các anh chị cái tài liệu này nhé. Đặt các câu hỏi xuống dưới phần bình luận bao gồm là họ tên, năm sinh, cũng như là nếu như cần tư vấn về hướng nhà thì sẽ nhắn qua cả hướng nhà nữa. Bao nhiêu độ thì các bạn trợ lý sẽ căn cứ để tư vấn thêm cho cô chú chị những cái giải đáp những cái thắc mắc. Hoặc là cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thì nhớ mang theo những thông tin quan trọng để đội ngũ trợ lý cũng căn cứ đấy và thầy Tam Nguyên căn cứ đấy để tư vấn đến các cô chú chị kỹ hơn. Ví dụ như cần bản vẽ, hướng nhà, các cái vấn đề cần gặp phải cũng như là các cái năm sinh của các thành viên trong gia đình. Hoặc nếu mà trong cái trường hợp mà cần tư vấn thì các cô chú chị hãy trao đổi trực tiếp với lại các đội ngũ trợ lý mà vẫn thường xuyên làm việc, hoặc gọi điện đến số 1900292 bấm nhanh số 2 để được đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn. Ok, có lẽ là video livestream ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau có thể gặp lại vào thứ bảy. Hôm nay là thứ tư, thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau trong một cái buổi livestream tiếp nữa vào thứ bảy tuần này. Các cô chú chị nào vẫn chưa nhận được tài liệu thì có thể là chia sẻ video cũng như là inbox sang cho fanpage để các bạn trợ lý gửi tài liệu nha. Đây. Tài liệu xây dựng ekip rất là hay. Hẹn gặp lại các cô chú chị vào thứ bảy nhé.
Chị Phương Nguyễn gửi giúp em qua email nha, để em lấy được email ấy. Thì nó không có bị mất, gửi Facebook thi thoảng bị mất Facebook. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong thứ bảy nha, thứ bảy tuần này. Xin chào.